huấn luyện và bên trận đấu bắt đầu. Đã có kết quả của vận của Việt Nam bằng tự do nữ và các đoàn những tập trung tài của anh ấy. Xin nhắc lại, đã có kết quả của vận của Việt Nam và tự do nữ nhưng mà các đoàn những tập trung tài của anh ấy. Hiệp 2 bắt đầu. Oh!
hết giờ lao đi xuống dưới nào các bạn. Sau hai đấu